Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghĩa Audio. Hôm nay thì em tiếp tục lên một cái combo đồng bộ của ETC em nhé, ETC. Ở đây là cái phiên bản ETC hàng bãi xịn anh em nhé, chứ không phải là hàng mới. Cái hàng mới thì anh em có thể tìm hiểu thêm. Em thấy cái hàng mới đấy thì nó cũng không được ngon lành như là cái hàng bãi này, nó không giống một tí nào em nhé. Nó không biết là có phải hàng hãng hay không, thì cái đấy thì em cũng chưa tìm hiểu sâu. Nhưng mà cái dòng hàng bãi này thì bên em đã bán được là từ rất là lâu rồi. Anh em có thể nhìn cái logo đội bóng này, anh em nhìn thấy chưa? À, những cái logo của nó này, nó có thêm chữ R và nó có dòng Professional Power Amplifier này. À, Professional anh em nhé. Ở đây thì hai cái model em ghép vào đây đấy là cái model của ETC với một cái mã số là CA450. Đánh rất khỏe, hai cặp 30 đánh thoải mái anh em nhé. Với một con vang số xử lý cực kỳ nhanh của nó nữa, đây là dòng ETC. Mã số là KC600 em nhé. Dòng này thì tiếng là rất là hay. Đấy, tiếng rất là hay em nhé. Cả về phần nhạc và phần karaoke, xử lý tiếng vang nhại rất là hay. Kèm theo đấy thì sẽ có thêm một cái bộ quản lý nguồn để quản lý chung một cái hệ thống karaoke này, cho anh em dễ dàng sử dụng cũng như là để bảo vệ thêm về các cái thiết bị trong cái bộ dàn của mình. Ví dụ như bảo vệ chống quá tải, chống chập điện các thứ là đều có thể ngắt tự động được luôn anh em nhé. Đây là bộ quản lý nguồn. Trên cùng đây là bộ micro hàng bãi của Dynamic Power VIP 36 anh em nhé. Đây, tai màu vàng này. Rất là đẹp nhé. Ok, sau đây thì em sẽ thử cho anh em xem về cái phần chất âm của nó chi tiết hơn nhé. Về phần sử dụng thì rất là đơn giản, anh em có thể sử dụng bật tắt bằng một nút này thôi, nút star màu trắng này. Đấy, em đang tắt đi nhá. Đây, anh em chỉ cần bật một nút này lên khởi động. Đấy. Và dùng luôn, không cần phải thao tác bật đẩy, bật vang, bật mic, nó mất thời gian anh em nhá. Để tắt đi nào. Đấy, rất nhanh. Ok. Combo này thì có giá rất là tốt anh em nhé, chỉ 12.500.000 là anh em sẽ có một cái combo 4 thiết bị như thế này để sử dụng rồi anh em nhé. Ở đây thì chỉ cần anh em ghép vào một cặp loa bass 30 các loại như hàng bãi, giá từ tầm 8 đến 10 triệu đến 20 triệu trở xuống anh em nhé là chơi tốt rồi. Em lấy ví dụ như là những cái dòng như là loa Sansui, là loa lab, loa RCF, DKB3, ICMF, BMW các thứ nhá. Anh em thể ghép vào chơi thoải mái đối với cái dòng đầy ATC này. Ok, rồi sau đây em sẽ test một đoạn karaoke cho các bạn cùng xem nhá.
đêm giá lạnh, bỗng nghe ấm một tình thương trong tim. Sương rớt trên vai qua ngõ hồn trái vào lòng đêm dài. Gác xuống biên thủy một cơn gió buốt khơi chuyện ngày qua. Nhớ lúc xa xưa tôi có người em tuổi đẹp trắng tròn, tuy đẹp không gặp không hẹn bao giờ và thương yêu thương phong kín tâm tư. Tôi giấu đời trái vào mộng đăng trình giữa buổi trăng rằm, lìa xa gắm ấm không hề gặp nhau. Các bạn đang nghe em test trên cái bộ dàn là combo này là 12 triệu rưỡi em nhé, gồm có một bộ mic để quản lý nguồn, đang số và cục đẩy ETC, và cặp loa đang thể hiện ở đây đấy là loa RCF anh em nhé, Acustica Italy với mã là C5212 anh em nhé, bass 30. Ok, đến đây thì em xin kết thúc cái video ở đây. Xin chào tạm biệt quý vị các bạn vào những video lần sau.